Kênh Cây Thuốc Nam xin trân trọng kính chào bà con và cô bác cùng các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2021. Kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi rất hân hạnh gặp lại bà con và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bài thuốc hay mà những cái cây thuốc là ở quanh nhà. Sau đây là cây vối. Trên tay tôi đây là lá vối. Lá vối này nó có tác dụng chữa bệnh gì, chữa như thế nào, cách sử dụng ra làm sao thì mời bà con nghe qua cái những cái bệnh của nó như thế này. Là bệnh giảm cân rất hay, hiện tại ở nhà là bà xã ở nhà cũng đang dùng thường ngày và có cái triệu chứng là rõ ràng là đang giảm cân. Bệnh thứ hai là bệnh gút. Bệnh thứ ba là bệnh viêm da ngứa. Bệnh thứ tư là bệnh bỏng. Bệnh thứ năm là bệnh tiểu đường. Chi tiết và cách thức sử dụng dược liệu này nó ra làm sao thì mời bà con xem video kế tiếp. Trước tiên thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua về cái thành phần của cây thuốc. Thành phần hóa học của cây thuốc á, là lá vối và nụ vối có chứa vitamin và một số khoáng chất, còn có 4% tinh dầu có mùi thơm. Trong nụ vối có các hoạt chất chủ yếu là có khả năng ức chế hoạt tính của men, làm chậm hiệu quả quá trình hấp thụ đường, do đó kiểm soát đường huyết trong cơ thể rất tốt. Có trong nụ vối có khả năng điều hòa chuyển hóa cholesterol, hỗ trợ giảm mỡ máu, kháng chất, chất kháng sinh. Có trong lá vối diệt được nhiều loại vi khuẩn như vi khuẩn bạch cầu. Lá vối có công dụng gì? Bây giờ tôi xin nêu lên cái lá vối nó có cái công dụng chữa bệnh như sau. Một là bệnh giảm cân. Bệnh giảm cân á, thì bà con mình lấy lá vối á, cộng với nụ vối. Nếu không có nụ lá không cũng được. Hai thứ cộng lại khoảng 220g. Nếu có thêm hoa hòe càng tốt. Hãm như nước trà 1 lít trong 1 giờ có thể uống được. Uống thay nước lọc hàng ngày. Cái bệnh thứ hai là bệnh gút. Bệnh gút á, thì lá vối cộng nụ vối khoảng 20g. Nấu tươi uống có tác dụng hỗ trợ tiêu tích, làm tan các chất uric đào thải ra ngoài, nên góp phần điều trị bệnh gút rất hay. Bệnh thứ ba là bệnh viêm da ngứa. Nếu mà bệnh viêm da ngứa, bà con mình ví dụ như ngứa tay, ngứa chân hay ngứa chỗ nào đó thì bà con mình lấy 30g nụ vối. Cái bài thuốc ngứa này thì không có lá mà nụ thôi. Sau đó bỏ lên bếp là đun sôi, đun cho nó khô cái nước lại. Rồi bà con mình thì cái nụ vối là khoảng 20g, nhưng mà đổ nước vừa, mình đổ chừng là cái nước mà vừa bôi lên da, vừa đủ cái vùng đó thì mình nấu cái khoảng tầm đó và nấu khô đặt lại chút, bôi lên cái vùng da ngứa. Thì bà con làm khoảng 4 ngày thì khỏi. Nếu nó còn thì bà con làm tiếp 2-3 ngày nữa thì nó sẽ hết. Còn có một cái bệnh thứ tư này, còn có một cái loại bệnh rất hay, đó là chữa bỏng, bị phồng nước sôi, phồng lửa. Thì cái bệnh được muốn chữa bỏng này á thì bà con lấy vỏ cây vối, cái vỏ nha, cái vỏ của cái thân cây vối á, cạo rửa sạch, tức là sạch bùn đất đồ bên ngoài đi, giả nát hòa với nước sôi, bỏ vô trong cái nước sôi cho nó sôi lên, rồi một chập đó thì mình lấy ra là bôi hỗn hợp lên vết bỏng. Tác dụng là làm tiết dịch, dịu đau và hết phòng rợp. Làm một tuần vết bỏng không còn sợ nhiễm trùng nữa và sẽ lành ngay sau đó. Bệnh thứ năm là bệnh tiểu đường. Như nói ở trên, nụ vối 20g, sắc nước uống thay trà hoặc đun sôi lâu thành nước đặc, uống 3 lần trong ngày, nên sử dụng thường xuyên khoảng 20 ngày, bệnh tiểu đường sẽ giảm thấy rõ rệt. Thì ngoài 5 cái bệnh trên mà riêng cây vối không á, thì nó còn kết hợp với lại những cái dược liệu khác để chữa nhiều cái bệnh như sau. Chữa viêm gan, vàng da, cảm lạnh, bụng đầy hơi, giảm mỡ máu, tiêu chảy, viêm đại tràng mãn tính, chướng bụng, ăn không tiêu, đầy hơi. Đó là 6 cái bệnh sau này thì phải kết hợp
phối hợp với lại những cái phương thuốc khác thì mới chữa được 6 cái chứng bệnh này. Nhưng trong 6 chứng bệnh này hoàn toàn đều là có lá vối hoặc là nụ vối hoặc là thân vối. Thì cây vối mà hiện tại thì ở nhà bà xã thì cân rất là nặng, thì uống là khoảng hơn tháng nay thì nó có chiều hướng một tháng nó giảm khoảng cỡ 4 cân 5 cân. Thì chứng tỏ là mình thấy cái giảm cân này hiệu quả nha, rất là hiệu quả. Bà con mình thì lưu ý khi sử dụng lá vối này, lá vối tươi có khả năng trị bệnh cao hơn so với lá vối đã ủ hoặc phơi khô. Bà con mình nên nhớ rằng khi sử dụng vối thì hoàn toàn sử dụng tươi, không có khô. Do chất kháng viêm và kháng khuẩn trong lá vối tươi rất mạnh nên có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt cả những vi khuẩn có lợi. Cho nên bà con mình dùng là vừa phải thôi, cũng đừng có dùng qua năm, mình dùng khoảng 1-2 tháng được rồi. Vì vậy, đối với những người quá gầy, sức khỏe bị suy nhược thì không nên dùng lá vối hoặc nụ vối để chữa bệnh. Ở đây trên đây là theo như dược sĩ là thông báo cho mình là những người gầy thì đừng nên dùng. Ví dụ như anh gầy mà anh bị gút thì anh dùng cho nó hết gút thì thôi, hay là vàng da hay là ngứa anh dùng trong một thời gian ngắn thì được, nhưng mà tốt nhất là giảm cân. Đó, lời khuyên của thầy thuốc là những người béo khỏe mập thì nên dùng lá vối. Cho nên cái thuốc ở trong cái lá vối này rất là cao, rất là mạnh, nên bà con mình là sử dụng. Dù là thuốc nam, bà con mình cũng cần lưu ý đến vấn đề là số lượng, khối lượng, trọng lượng thuốc. Còn cái lưu ý thứ ba nữa là không uống nước vối quá nhiều, mà chỉ nên uống mỗi ngày một ấm. Tức là mình nấu trong 20 gram đó, một ấm nước là mình uống cho mỗi ngày, đừng nấu là 40 gram hoặc 50 gram. Mình đừng có nghĩ rằng thuốc nam rồi mình tăng cái liều lượng lên thì nó lại mất hay mà nó phản tác dụng. Thuốc nam là phải dùng lâu dài chứ không phải là dùng nhiều thuốc. Đó, bà con mình nên nhớ cái điều này. Để đạt cái hiệu quả tốt nhất thì cần kết hợp thêm chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục. Rồi, bà con mình có thắc mắc gì thì cứ để lại ý kiến ở bên dưới cái bình luận. Kênh chúng tôi xin ghi nhận và xin trả lời cho bà con tất cả những ý kiến bà con hỏi về cây thuốc. Quý vị xem trên màn hình đang xem, có những cái màn hình nhỏ, màn hình phụ sẽ có những video phù hợp. Xin bấm vào xem kế tiếp cho nó tiện. Cuối cùng, kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn tất cả bà con sử dụng thuốc đạt hiệu quả cao nhất. Chúc bà con có nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau.